Tự kỷ là chứng bệnh thường được đề cập gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều ở trẻ nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập, giao tiếp và hòa nhập cộng đồng của trẻ. Đây không chỉ là nỗi bận tâm của các bậc phụ huynh, mà còn là mối lo ngại cho toàn xã hội. Bởi nếu căn bệnh này không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, thì sẽ dẫn đến những hệ lụy khôn lường về sau. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhiều hơn về căn bệnh tự kỷ ở trẻ em qua cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Điệp, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lâm Đồng. Xin chào bác sĩ ạ. Trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết bệnh tự kỷ là gì và nguyên nhân do đâu thì dẫn đến căn bệnh này được không ạ? Tự kỷ ở trẻ em là một rối loạn tâm thần nặng, mãn tính, được Leo Kanner mô tả từ năm 1943. Bệnh thì phát bệnh rất là sớm, thường trước 3 tuổi ở trẻ em. Với cái tỷ lệ mắc bệnh tần suất là khoảng từ 2 đến 5 trẻ bị mắc bệnh tự kỷ trên 10.000 trẻ em. Nguyên nhân của bệnh tự kỷ chủ yếu là nguyên nhân sinh học, tức là nó liên quan đến sự di truyền, đến yếu tố miễn dịch, đến yếu tố thần kinh sinh học và các cái yếu tố về con người, tức là yếu tố về sinh học nhiều hơn yếu tố xã hội. Vậy làm như thế nào để có thể là nhận biết được trẻ đã có nguy cơ mắc phải bệnh tự kỷ thưa bác sĩ? Ở trẻ em bị tự kỷ thì thường nó có biểu hiện một cái số vấn đề như là giảm sút các cái chất lượng quan hệ xã hội, các cái rối loạn về giao tiếp, về ngôn ngữ, các cái hành vi bất thường, các cái vận động bất thường và chậm phát triển về trí tuệ và nhận thức. Trẻ em tự kỷ thường thể hiện sự cô lập, ít thể hiện sự giao tiếp với những người xung quanh. Khi mà bố mẹ bế một em bé sinh ra mà có biểu hiện tự kỷ thì thường nó không tương tác với bàn tay người mẹ. Tức là giả sử một trẻ em bình thường khi chúng ta bế, chúng ta thấy nó nặng và nó dính vào tay chúng ta. Nhưng mà đứa trẻ tự kỷ khi chúng ta bế nó, chúng ta cảm giác nó như một cái em bé búp bê vậy. Cái biểu hiện nữa đó là trẻ tự kỷ thì thường không tỏ ra vui mừng quấn quýt khi mà bố mẹ đi đâu về, hoặc là không tìm kiếm sự vỗ về an ủi khi mà trẻ bị đau. Nó tóm lại là trẻ tự kỷ nó không thể hiện sự mối liên hệ gắn thiết với những người thân, coi bố mẹ, anh chị như những người dưng. Những cái ngôn ngữ giao tiếp thực rất là hạn chế. Thường chậm phát triển về ngôn ngữ nói, thường khoảng 4 đến 5 tuổi cháu mới nói được. Về trí tuệ thì cái trẻ tự kỷ thường là kém hơn rất nhiều so với những trẻ em bình thường. Khoảng gần 50% cái số trẻ tự kỷ có IQ dưới 50, rất là thấp. Chỉ có 1 đến 2% trẻ tự kỷ sau này lớn lên có thể học tập bình thường thôi. Còn đa số, khoảng 2/3 số trẻ tự kỷ sau này lớn lên phải phụ thuộc hoàn toàn, học nửa phụ thuộc vào bố mẹ, người thân và những cái cơ sở nuôi dưỡng. Các bậc phụ huynh thì nên có sự quan tâm và chăm sóc như thế nào để cho trẻ sớm hồi phục và hòa nhập cộng đồng thưa bác sĩ? Vâng, với trẻ tự kỷ thì trước hết thì chúng ta phải có một cái nhìn đúng đắn về cái bệnh này. Thì như tôi đã nói, cái bệnh tự kỷ này nó nguyên nhân sinh học và hiện tại thì cũng chưa biết là nguyên nhân nào chính, đa yếu tố. Cho nên khi mà chúng ta bậc phụ huynh có con cái bị tự kỷ, tốt nhất là chúng ta kiên trì kết hợp với các cái thầy thuốc, các cái chuyên gia về tâm thần trẻ em, các cái nhà giáo dục, các cái nhà chỉnh âm để tập cho trẻ các cái thứ nhất về ngôn ngữ, về cái nhận thức và về xã hội, để cho trẻ sau này lớn lên có thể tự mình hoặc tương đối làm một số việc mà được xã hội chấp nhận. Một loại thuốc đó là haloperidol hoặc tên là Haldol, nó tỏ ra tương đối hiệu quả trong việc giúp cho trẻ bớt những cơn hung dữ, bực tức hoặc là kích động hoặc là tăng động, giúp trẻ hiền hòa hơn, nghe lời hơn. Thì đó là một quá trình mà chúng ta có thể can thiệp và giúp đỡ những cái trẻ em tự kỷ, cũng như chia sẻ và giúp đỡ những cái bố mẹ và huynh có con em mình bị bệnh tự kỷ. Là nơi hội tụ và giao lưu của những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nghiệp dư cũng như các bạn đang có đam mê bước đầu. Những buổi thực hành thực tế như thế này giúp cho các bạn càng thêm tự tin về khả năng săn ảnh của mình. Bên cạnh đó, với các giáo viên có chuyên môn cao đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, càng tiếp thêm lửa cho những đam mê này ngày càng mãnh liệt hơn.